nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư. Phải rồi nói bao nhiêu lời cũng chưa. Dạ, xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết là bệnh viêm nang mình ổn định rồi thì chúng ta cũng mong muốn là có nhà rồi cũng phải có xe đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Tuy nhiên thì Quang Quý lại cập nhật một thông tin nữa, cũng không biết là thông tin này